Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày Bính Tuất tháng Ất Dậu năm canh tí và ngày này là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày bính tuất, tức can sinh cho chi, có nghĩa là họa sinh cho thổ và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, ốc thượng thổ, kỷ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thuộc hành thổ, khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ được. Ngày tuất, lục hợp với mão, tam hợp với dần, và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, và tuyệt thìn các bạn nhé. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao minh tinh tốt mọi việc, sao u vi tinh tốt mọi việc, sao tục thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi đoạn. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao ly sàng, kỵ cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng, sao độc hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái và xây bếp. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Đông. Và tiếp theo, mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, chua chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên về cái phương diện tiền bạc của bạn tuổi Tý trong ngày này cực kỳ là xa xỉ khi mà bạn mệnh đã không kìm chế được còn làm mất mát không ít tiền bạc và bạn tử tí bạn quá dễ tin người cho nên bị lừa gạt cũng chẳng hay ho gì đó bạn tử tí nhá Ngày thứ bảy này đối với bạn tử tí, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Cho nên với bạn tử tí đang có cái điểm báo xung đột trong gia đình phần nhiều cũng do chuyện tiền bạc mà ra các nhu cầu trong cuộc sống vốn có rất nhiều mà hầu như đều cần đến tiền mới có thể thỏa mãn được đó bạn tuổi tí nhá còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn do bạn tuổi tý không quản lý được tài chính của riêng mình càng không trợ giúp được thêm cho gia đình nếu không nhanh chóng giải quyết cái vấn đề này rất có thể khiến cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi tý và một nửa của mình trên bờ rạn nứt đó bạn tuổi tí nhá về tử vi tuổi giáp tí thuộc kim tiền bạc túng thiếu tử vi tuổi bính tí thuộc thủy mau thuận gia đình tử vi tuổi mậu tí thuộc hỏa tình cảm rạn nứt tử vi tuổi canh tí thuộc thổ thiếu sự thống nhất tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc dễ bị lừa gạt đoạn về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi cho nên với bạn tuổi Sửu bạn đang nói ra những cái lời cay đắng nhưng thực sự bạn mệnh đã quá chán ngán với đối phương chỉ muốn buông bỏ tất cả đối với bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, những mâu thuẫn tình cảm lên đến đỉnh điểm, cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu không thể nào tiếp tục chịu đựng được. Có nhiều cái chuyện phiền phức quấn quanh làm cho bạn tuổi xỉu thấy tình cảm chỉ là thứ vô dụng mà thôi đó nhá. Trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi xỉu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này nhắc nhở cho bạn tự xỉu nên quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Có thể với bạn tự xỉu, bạn quá căng thẳng cho nên kinh tinh thần của bạn bị sa sút cái chuyện nghỉ ngơi không được chú trọng, ăn uống cũng không được điều đỏ đâu đó bạn tự xỉu nhé. Chính cái điều này là cái nguyên nhân gây cho sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim nên chăm sóc sức khỏe, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy tình cảm cần bình ổn, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa đừng quyết định quá vội vàng, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ còn nhiều chuyện nên xem xét lại, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc bạn đang bốc đồng thái quá nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhau phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần, thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất cho nên bạn đang có được cái sự may mắn trong ngày hôm nay nhé. Ngày này với bạn tuổi dần, con đường tình duyên của bạn được khởi sắc rực rỡ và bạn tuổi dần, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cái cuộc sống của mình nữa rồi. Được. Trong ngày này, nếu có người thầm thương trộm nhớ bạn, hãy nhân cái cơ hội này để bày tỏ tình cảm bạn tự dần nhé. Bạn đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp, hãy dùng tình cảm chân thành để san bằng mọi cái khoảng cách giữa hai người đó bạn tự dần nhé. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi dần có được cái nguồn tài lộc đang ùn ùn kéo tới với bạn. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi dần trong ngày này khá chi là thuận lợi. Khách hàng nườm nượp vào ra, chẳng lúc nào rảnh rang bạn ngồi đếm tiền mỗi tay nữa rồi đứa bạn tuổi dần nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi dần ạ, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng rất chi là thuận lợi và theo khẩu minh ngày 24 tháng 8 năm canh tí này ngày này là ngày thiên thương rất chi là tốt xuất hành thì gặp được cấp trên rất tốt cầu tài thì được tài mọi việc cũng rất chi là thuận lợi ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy kinh doanh phát đạt tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa có tin báo vui mừng tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tình duyên đã tới tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cây tới ngày cho trái tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim làm ăn có tiền đó về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang biết được cái sức hút của mình nằm ở đâu nên chẳng để lỡ cái cơ hội nhân duyên mà quý nhân lục hợp mang tới cho bạn đâu đó bạn tuổi mão nhé và bạn tuổi mão bạn hãy nhanh chóng trở thành người thu hút cái sự chú ý của mọi người trong ngày được rồi được. ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão không lúc nào bạn thiếu người theo đuổi chỉ là bạn có thực sự mở lòng và muốn bắt đầu cái mối quan hệ nghiêm túc hay là không mà thôi. Và bạn tuổi mão, bạn mệnh có phần kiến chọn nên không dễ tìm được người phù hợp với mình đâu đó bạn tuổi mão nhé. Trong ngày này, đối với những cặp đôi thì có thể bất đồng đôi chút do những cái ý kiến trái chiều về cái chuyện tương lai. Một trong hai người chưa thực sự sẵn sàng để nâng cấp cái mối quan hệ trong khi đối phương lại nóng lòng dục tốc đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, tình duyên như ý, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, cần bình tĩnh hơn, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, đừng đóng cửa trái tim, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, cần mạnh dạn tín tới, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, hãy cho mình hạnh phúc về đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát Tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Hợi tuổi Mùi Từ vi tuổi Thìn, thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn, bạn đang cảm thấy dường như bao nhiêu cái xui xỉu dồn hết về mình và bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày ngộ hành tứ hình xung, Thìn tuất xỉu mùi, cho nên gia đình đang có cái sự lục đục các thành viên không ngừng gây ra cái sự tổn thương cho nhau nữa đó bạn tuổi thìn nhé. Càng là người quan trọng với mình, càng là người mình yêu thương thì càng dễ khiến cho mình đau lòng và bạn tuổi thìn chẳng biết phải làm thế nào để chống đỡ lại cái tình trạng này bởi bạn tình nguyện nhận lấy nữa đó bạn tuổi thìn nhé. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này, á, bạn tử thìn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tử thìn cũng cần phải thận trọng với những cái quyết định liên quan tới tiền bạc của mình bạn tử thìn bạn đừng có vội đổ tiền vào đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ càng kẻo lại bị lừa gạt mất hết tiền của đôi bạn tử thìn nhé ngày này đối với bạn tử thìn cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Đông Bắc để tăng thêm cái vận may cho mình, hạn chế những cái rủi ro bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tiền bạc tổn hao, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm không như ý, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đạo bất an từ vi tuổi Canh Thìn thuộc kim tổn thương chồng chất từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy ngây thơ tin người Thái quá luận về đánh giá của bà tử Thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc Cát Tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang có cái báo hiệu tiền bạc rụng rịnh trong tay nhé. Và bạn tuổi tỵ bạn hãy tự thỏa mãn với những cái nhu cầu của mình. Thiên tài xuất hiện, cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi tỵ sẽ có được nhiều cái cơ hội để kiếm tiền bằng chính cái năng lực của mình nữa rồi. Đúng. Trong cái ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ bạn mệnh chẳng có nhiều cái thời gian rảnh rỗi bởi hôm nay bạn cần phải sắp xếp cái thời gian để có thể làm thêm nghề tay trái của mình. Và bạn tuổi tỵ bạn vốn tài hoa chỉ là nhiều lúc người tài lại không gặp thời mà thôi đó bạn tuổi tỵ nhé. Trong ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, ngày này bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họ sinh xuất cho thổ. Cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ có lẽ do tập trung kiếm tiền nhiều nên thời gian dành cho gia đình của bạn không có nhiều. Cái điều này khiến cho cái mối quan hệ giữa đôi bên trở nên lạnh nhạt và thiếu đi cái sự quan tâm lẫn nhau nữa đó bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, tiền bạc như ý, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, gia đình lục độc, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, tình duyên kiếm sắc, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, điên tình đỏ bạc. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này sẽ có được những cái cơ hội lớn để gặp gỡ cái nhân duyên của đời mình và bạn tuổi ngọ bạn không mấy quan tâm tới lời bàn tán của những người xung quanh bạn chỉ cần đó là người mình yêu thương là đủ lắm rồi nhá ngày này đối với bạn tuổi ngọ bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Ngọ, tình cảm có được không phải là cái chuyện dễ dàng và bạn tuổi Ngọ, bạn vốn thẳng tính, cho nên yêu thì nói yêu, không yêu là nói không yêu, nếu ai động đến người mà bạn yêu thì sẽ chẳng được in với bạn nữa đâu, được. Và ngày mùng 10 tháng 10 này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện cho nên, bảo đảm cho bạn tuổi ngọ có được cái nguồn tài chính trong ngày hôm nay rất chi là ổn định. Và bạn tử ngọ, bạn hãy vui chơi thỏa thích, nghỉ ngơi cho bỏ những cái ngày mình đi làm mệt mỏi, cùng nạp thêm cái năng lượng để cho một cái tuần mới sau này làm việc được tốt hơn bạn tuổi ngọ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi ngọ, cái việc xuất hành đi xa cũng rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Đông Bắc để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình nhé. Theo khẩu minh, ngày 24 tháng 8 năm canh tí, ngày này cũng là ngày rất chi là tốt. Ngày thiên thương, xuất hành thì gặp cấp trên thì rất tốt, cầu tài thì được tài, mọi việc cũng rất thuận lợi, ký kết hợp đồng cũng đạt hiệu quả bản tuổi uh, ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiền bạc dư dôi. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình yêu thăng hoa. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nhân duyên vượng sắc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc uh, uh, mộc không lo tiền bạc nhé. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi. Cho nên, ngày hôm nay với bạn tuổi mùi là cái thời điểm mà bạn dễ gặp phải nhiều cái chuyện bất ổn trong cái phương diện tình cảm của mình nhé. Đối với bạn tuổi mùi, bạn đang quá cứng nhắc mà không chịu linh hoạt, thông cảm cho cái khó của đối phương đó Cuộc sống vốn chẳng bao giờ chỉ có màu đen và màu trắng, còn có nhiều màu sắc khác nữa. Và bạn tuổi mùi, trước khi xem xét, đoán bất cứ cái điều gì, bạn hãy để cho người ấy giải thích đã nhé. Hãy lắng nghe người mình yêu đi bạn tuổi mùi nhé. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này dễ ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe của bản mệnh và bạn tuổi mùi, bản mệnh ăn uống kiếm ngôn miệng, không có hứng thú nhiều với cái chuyện ăn uống. Cái điều này có thể làm cho bạn dễ mắc bệnh về cái đường tiêu hóa dạ dày lắm đó bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, tình cảm bất ổn. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, nghi ngờ quá lớn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, đừng hiểu lầm nhau. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, nên hiểu biết hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nháp phụ trợ, tuổi hợi, tuổi Mão tuổi ngọ. Từ vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hội ở bên cho nên cái con đường tình duyên với bạn tuổi thân nhờ thế mà rất chi là vượng sắc đào hoa được nở rõ đối với những bạn đang còn độc thân thì chẳng luôn trong ngày này không có người yêu thương bạn nhé và bạn tuổi thân, bạn hãy thoải mái thể hiện bản thân mình, chứ đừng có ngần ngại. Ai khi yêu cũng có lúc mù quáng, nhưng trước khi yêu, bạn hãy tỉnh táo để chọn cho mình người phù hợp, người có thể chấp nhận cái quân người thật của mình bạn tuổi thân nhé. Trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim. Cái điều này cho sấy về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt. Cái cuộc sống hôn nhân của bạn tuổi thân khá chi là lý tưởng, vợ chồng yêu thương, chăm sóc cho nhau, bạn cảm thấy yên bình khi ở bên người ấy và chẳng cần nói cái điều gì cả nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy cuộc sống êm đềm tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình duyên như ý tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có nhiều người theo đuổi tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đào hoa vượng sắc tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tình cảm được thăng hoa nhé và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn rất dễ mắc sai lầm trong cái chuyện tình cảm lắm nhá ngày này với bạn tuổi dậu bạn đang gặp ngày dậu tuất tương hại cho nên với bạn tuổi dậu cả nể trong cái chuyện liên quan đến gia đình người thân bạn bè cái điều này thường không mấy sáng suốt không tốt cho bạn Đúng. và trong ngày này bạn tuổi Dậu rất có thể bạn sẽ phải trả giá bằng nhiều thứ, có thể là thời gian, tiền bạc hay là công sức của mình. Dù bao lần như vậy, nhưng với bạn tuổi Dậu, tình cảm đáng quý trên hết, bạn chẳng quan tâm tới cái việc gì bị người khác lợi dụng mà không biết đó bạn tuổi Dậu nhé. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng chô kim dù vậy, nhưng người ấy vẫn thông cảm cho bạn cái cuộc sống về sau, buồn vui ra sao, hai người cùng chia sẻ với nhau. Đó là điều mà bạn tuổi dậu cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ mình làm chuyện tốt được đền đáp xứng đáng với mình rồi đó bạn tuổi dậu nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy dễ bị lợi dụng, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không quan tâm tới lời người khác, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tình cảm là trên hết, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, có người yêu thương và thấu hiểu, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, kim biết tin tưởng lẫn nhau nữa rồi Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhau phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tuất trong ngày này bạn đang có cái điểm báo những điều không mấy tốt lành sẽ đến với mình nhé và ngày này đối với bạn tuổi tuất bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho tiểu nhân không ngừng quấy phá cái chuyện làm ăn của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay khó bề được suôn sẻ như ý do bị những kẻ xấu bụng ngáng trở bạn đoạn và bạn tuổi tuất trong ngày này tiền bạc chẳng kiếm được nhiều, có thể còn phải bù thêm do đèn bù thất thoát do tiểu nhân gây ra cho bạn. Bạn tuổi à, tuất bạn mệnh cần phải thận trọng với các mối quan hệ xung quanh mình, có thể bạn đang bị chia mắt nửa đoạn. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thổ khí đương vượng, cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất không biết cách để thể hiện tình cảm của mình. Cái sự khô khan có thể khiến cho bạn trở nên kém hấp dẫn trong mắt đối phương, khó tìm được người phù hợp với mình nữa đó bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tình yêu chưa tới, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tiền bạc ổn tổn hao, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc kinh doanh kiếm sắc, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nhân duyên ảm đạm tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy dễ bị lừa gạt Được. về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này có những lúc không thể hiện được chính bản thân mình và bạn tuổi hợi bạn đang có cái sự cố chấp không chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người đi trước đó bạn tuổi hợi nhé trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày thủy thổ bất dung. Cái điều này cho thấy, dù bạn cố gắng để hàn gắn cái sự rạn nứt trong cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy, nhưng vẫn chẳng hề được khởi sắc, thậm chí có thể diễn biến theo cái chiều hướng xấu hơn mà bạn không mong muốn nữa đó bạn tuổi hợi nhé. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì nên tìm cách để cho người ấy thấy được tình cảm chân thành của mình. Nếu như bạn cứ cho rằng mọi chuyện có thể đến một cách tự nhiên thì e rằng thời gian phải chờ đợi với bạn sẽ còn rất chi là lâu nữa bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình yêu phai tàn, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ dễ hiểu lầm nhau, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần thông cảm cho đối phương tử vi tuổi tân hợi thuộc kim hãy học cách lắng nghe tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy đừng quá tự tin nhé về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.